nhất thời nhỏ thì rất là thích nghe nhạc của anh Phúc, có rất là nhiều bài, rất là bài mình ước thật nhiều nè, rất nhiều cùng luôn á, cùng nhiều bài đó. Đó thì hôm nay có cơ hội được anh Phúc tập cái bài nhất, thì trong quá trình tập anh thấy có mệt không? Trước khi chia sẻ thì cảm ơn Nhất đã dành những cái thời gian của mình để tập luyện cho Phúc. Nhất là cũng là thần tượng của Nhất về anh, Phúc thì lại là thần tượng Nhất về trên sàn đấu, trên võ đài, và rất là vui khi mà được tập luyện chung với Nhất. Và hôm nay thì Phúc cũng tập luyện cũng mấy tuần rồi, và mỗi một ngày một ngày tập luyện như vậy thì thấy những cái đòn đánh của mình nó dai hơn và nó đẹp mắt hơn, và quan trọng là mình tập đều thì thể lực của mình tốt hơn. Và hôm nay là Phúc thấy là Phúc có thể là đánh được 3 hiệp trên sân đấu mà đỡ bị xì, đỡ bị mệt. Ok, thì sắp tới thì anh Phúc sẽ tham gia một cái chương trình thi đấu võ rất là dữ dội nha các bạn. Đó, trở thành một trong những võ sĩ, các bạn hãy đón xem và ủng hộ anh Phúc nha. Ok, cảm ơn.
Thì vừa rồi là mọi người đã theo dõi một buổi tập của anh Phúc hả? Thì chúc được nhất, và khi mà được tập luyện như vậy thì nhất cảm thấy rất là vui, và sắp tới sẽ tham gia một trận đấu rất là lớn. Thì hãy cổ vũ cho nhất như là anh Phúc ha, vì trong cái trận đấu này nhất là huấn luyện viên của anh Phúc ha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip. Nếu thấy video này hay thì nhấn một like, một share, đừng quên đăng ký kênh của nhất nha. Chào.